Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục thanh trang kính mời quý vị theo dõi bản tin tổng kết kinh tế tài chính tuần qua với tiến sĩ Tạ Cự Hải. Kính chào quý khán giả của SBTN. Chúng tôi là Tạ Cự Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ 6 mùng 7 tháng 6 2019

week Today cộng 4.41% và year Today cộng 14.62%. Giá vàng là 1.344 đô la 90 cent một ounce căn cứ vào thứ sáu mùng 7 tháng 6 2019. Giá dầu thô 53 đô la 99 cent một barrel cũng căn cứ vào thứ sáu mùng 7 tháng 6 2019. Thay đổi không đáng kể. Giá xăng 2 đô la 771 một gallon căn cứ và dự kiện từ công ty AAA thứ sáu mùng 7 tháng 6 2019. 1 đô la Hoa Kỳ tương đương với euro 8822 của đồng euro Liên Hiệp Âu Châu căn cứ vào thứ 6 mùng 7 tháng 6 năm 2019. Cũng 1 đô la Hoa Kỳ tương đương với euro chấm 785 của đồng Anh Kim Anh Quốc tương đương với 6.91 của đồng doanh nhân dân tệ Trung Quốc tương đương với 108.18 của đồng Yen của Nhật Bản tương đương 64.85 của đồng rubo của Nga tương đương với 1.33 của đồng đô la Gia Đại và tương đương với 1.43 của đồng của đồng đô la Úc đại lợi. Lãi suất mortgage theo công ty Freddie Mac thứ năm ngày 6 tháng 6 năm 2019, 30 năm cố định là 3.82% và 15 năm cố định là 3.28%. Tình trạng thất nghiệp Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 1 tháng 6 2019 có 218.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, không thay đổi so với tuần lễ trước đó, đánh dấu 222 tuần lễ liên tiếp số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 25 tháng 5 năm 2019, Mỹ có 1 triệu 682.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, tăng 20.000 so với tuần lễ trước đó. Bình luận về kinh tế Mỹ, tuần qua thị trường chứng khoán Wall Street của Mỹ đã xoay vòng 180 độ với cả ba chỉ số đều đi lên. Dow Jones lần đầu tiên đã có 5 ngày liên tiếp đi lên kể từ thân viên sau khi đã đi xuống liên tục trong 6 tuần lễ. Riêng ngày thứ 6, mùng 7 tháng 6, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng cộng 0.53%, Hong Kong Hang Seng tăng cộng 0.19%, London FTSE 100 tăng cộng 0.99%, Shanghai Composite giảm trừ 1.17%, và chỉ số DAX của Đức tăng cộng 0.77%. Cùng ngày thứ sáu mùng 7 tháng 6, Dow Jones đã tăng cộng 263 điểm 28 hay 1.02%, chỉ số Nasdaq tăng cộng 1.66% và S&P 500 tăng cộng 1.05%. Kinh tế thế giới Thống kê du lịch cho biết năm ngoái có 78 triệu 600 000 du khách ngoại quốc viếng thăm Hoa Kỳ, đem về nhiều tỷ đô la cho kinh tế Mỹ. Đó là chuyện của năm 2018. Năm nay thì khác. Khách du lịch của 2019 giảm dần, đặc biệt là từ Canada, Mexico, China và Nam Hàn. Thật ra sự chậm luật này đã bắt đầu từ 6 tháng cuối của năm 2018. Kỹ nghệ du lịch tại Mỹ hiện đang lo tình trạng này sẽ trầm trọng tới mức nào và kéo dài bao lâu. Kính thưa quý khán giả, Bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị.